Cô bắt đầu ghi hình rồi ạ. Các bạn chú ý nhập mã hết mã số ca thi vào, xong rồi chuẩn bị rồi ấn vào. Thường người ta sẽ mở sớm trước 1-2 phút thôi. Tập trung nhá, bên ngoài như thế nào tí không quan tâm bên ngoài, chỉ quan tâm vào bài thi thôi, bài của mình thôi. Quay được rồi. Được, cháu quay, phải quay chút một hai. Vào được chưa? Được. Chúng ta không làm phiền bạn khác nhá. Các bạn tỉnh tĩnh là mỗi bạn sẽ có một lượt thi trước khi chúng ta chưa một vài thì chúng ta vẫn được thi lại rồi. Shot. She's got flashing.
không ra được anh làm cái thứ và trong khi ai ta nhiều lúc vẫn có bản tính mà ai bác sĩ vẫn có bản tính cái này vẫn có bản tính mà thank you.
xong năm hai rồi thì có cấp trường cũng mất rồi, có cấp trường cũng mất rồi, có thành phố cũng mất rồi, người đã quen rồi thì cứ thế mà đấy. Hết 2 phần 3 thời gian rồi nhá, các bạn chú ý. Thank you.
được đặt. Còn 5-6 phút nữa nha.
Sắp hết giờ rồi các bạn nhá. Chứ còn 4-5 phút nữa phần đấy. Chú ý giờ ở trên máy của mình. Chúng ta ngồi im tại chỗ nào, ngồi im tại chỗ. Hơn bao nhiêu?